Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2012, Út Bỉnh Design trình bày cho các bạn một file hướng dẫn video có chủ đề là tạo menu mới và tạo các liên kết cho menu mới. Và khi các bạn nhấp vào cái link liên kết nằm trong menu mới thì bên phải nó sẽ hiển thị ra nội dung của cái link liên kết đó. Nó có rất là nhiều kiểu để chúng ta tạo link liên kết. Có link liên kết khi nhấp lên thì nó hiện ra nội dung. Có loại link liên kết khi bạn nhấp lên thì nó hiện ra một cái ảnh. Hoặc là có link liên kết khi bạn nhấp lên nó hiện ra một cái trang web. Nó tóm lại là có nhiều kiểu link liên kết nằm trong cái danh sách menu item để các bạn lựa chọn. Các bạn có thể tạo nhiều cái menu mới, và trong mỗi cái menu mới đó bạn có thể tạo nhiều cái link liên kết. Và trong cái link liên kết đó các bạn có thể tạo tiếp tục các link liên kết con nằm trong link liên kết đó. Ngoài ra là bạn cũng có thể chỉ định cho một cái menu mới nằm ở trong cái một module, mà module này bạn có thể chỉ định vị trí nằm bên trái hoặc bên phải hoặc bên trên bên dưới, hoặc là nằm trong cái danh sách user chẳng hạn. Khi các bạn nhấp vào cái menu extension và chọn module manager để chỉ định vị trí cho cái module đó. Bây giờ chúng ta thử khảo sát một cái menu như thế nào. Bây giờ tôi mời các bạn tham quan cái trang web utbinh.com size 1803 lúc 5:25 ngày 13 tháng 6 năm 2012. Đây là cái trang web của Út Bỉnh. Hiện tại bây giờ đang có là 103 người đang xem trang web này. Trong lúc bạn thiết kế Joomla thì tôi xin nhắc lại cho các bạn là luôn luôn bạn phải nên để hai tab hiện diện. Cái tab mà hiện diện đây chúng ta gọi là tab site, tab trang web. Và bạn tạo một cái tab thứ hai bằng cách là copy cái link này, nhấp vào dấu cộng và Ctrl V để dán nó. Bạn nhấp vào cái chữ Administrator là trang quản trị, bạn đăng nhập vào. Ở đây bạn nhập chữ Admin và ở đây bạn nhập Password. Enter. Sau khi bạn đăng nhập vào cái trang admin thành công thì nó sẽ hiện ra cái giao diện này. Đây là cái giao diện để chúng ta của cái trang control panel để chúng ta bắt đầu thiết kế. Thì công tác đầu tiên của chúng ta là khảo sát một cái menu. Chúng ta vào cái menu thì nó để con trỏ lên đây thì nó hiện ra các cái danh sách của cái menu, gồm có menu manager là quản lý, nó là quản lý các cái menu. Khi chúng ta nhấp lên đây thì nó sẽ hiện ra cái trang quản lý các menu. Trong các menu gồm có, hiện tại của chúng ta gồm có hai menu: menu main menu và menu remover CS6.
Bây giờ chúng ta trở lại. Bây giờ chúng ta vào cái menu task. Menu task là gì? Menu task là bảng chứa các menu chưa có delete. Ở đây chúng ta có delete nào chưa? Chưa có delete cái nào hết. Thành ra trong cái bảng menu task này, task manager này nó không có danh sách các menu. Bây giờ chúng ta vào cái danh sách menu này lần nữa. Bây giờ bạn thấy rằng là cái mà nó đang thực thi là main menu, thì nó có ngôi sao đây là nó đang thực thi executing. Và trong này bạn thấy cái menu mới mà tôi thiết lập là Dreamweaver CS6. Như vậy trong cái bảng menu này nó có chứa 4 cái bảng mà tôi vừa nhấp lên cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta thử vào cái trang main menu này xem sao. Ở đây trong trang web này tôi thiết kế rất là nhiều các đường link liên kết nằm trong cái main menu này. Đây là danh sách các liên kết, nó nằm ở trong main menu. Thì cái mặc định mà luôn luôn nó mở ra đầu tiên khi bạn mở trong web là nó có cái dấu sao default. Hiện tại nó đang mở trang chủ. Đây, đây là cái trang chủ. Hiện tại nó mặc định là nó mở ra trang chủ. Kế tiếp là gì? Publisher. Cái nút này là nút gọi là nút nó công bố các cái link liên kết. Ở đây tôi có cái hai trang, trang 1 và trang 2. Đó là các link liên kết nằm ở trong cái main menu. Và tôi trở lại cái đầu. Như vậy là tôi có mỗi trang đó là nó sẽ hiện diện là 20 link liên kết. Tôi sẽ chọn nó tùy theo cái số lượng tôi muốn chọn. Nó có thể hiện đến 100 cái link liên kết trong một trang. Ví dụ như bây giờ tôi chọn link liên kết nằm trong một trang đó là, ở đây là tôi chọn 20 là mặc định. Như vậy thì khi mà tôi có trên số 20 thì nó nhảy qua cái trang thứ hai. Và trong trang thứ hai này tôi có thêm 2, 4, 6, 7. Như vậy là tôi có tổng cộng là 27 cái link liên kết. Và bên đây là order, là cái số thứ tự của link liên kết. Nó nằm theo số thứ tự. Nếu mà bạn muốn cho cái ở dưới này nó đôn lên thì bạn nhấp nút đôn. Và nếu mà bạn muốn cho cái này nó xuống dưới, cái tự học đầu quả này xuống dưới, bạn nhấp nút xuống thì nó sẽ xuống, tự học đầu quả nó xuống. Tự học đầu quả đang hàng thứ 5, bây giờ xuống hàng thứ 6. Bạn đã thấy xuống hàng thứ 6. Bây giờ đến cái cột. Và khi mà bạn đã làm như vậy rồi thì bạn nhớ cái nhấp cái nút, cái nút mà biểu tượng là cái thẻ nhớ Save Order, nhấp vào nó sẽ nhớ cái
cái bạn chỉ định cái thứ tự đó. Và bên đây là Access Level. Access Level là cấp độ truy cập. Ở đây là công bố, có nghĩa rằng là bất cứ ai đều cũng có thể xem được cái liên kết này khi vào trang web của bạn. Type là phân loại. Đây là loại gì? Thí dụ như multimedia, nó là loại article, category block. Đây là cái kiểu của đường link liên kết. Khi chúng ta vào cái menu item, nó có nhiều kiểu. Thì trong cái link liên kết này, tôi đã chọn cái kiểu là article, category block. Và ở đây item ID là cái kiểu trang web nó quy định là thứ sáu. Đó là tôi đã giải thích cho các bạn ý nghĩa của các cột. Và bây giờ thí dụ như bây giờ tôi muốn tìm danh sách trong cái bộ lọc filter này. Thí dụ như bây giờ tôi tìm cái chữ video ở trong danh sách link liên kết này, tôi nhấp nút go hoặc là tôi nhấp phím enter thì nó sẽ lọc ra cho tôi có hai cái liên kết có chữ video. Đó là tôi bây giờ tôi reset là tôi trở về cái trang trước đó, bản nguyên thủy của nó. Và ở đây chúng ta có một số công cụ. Công cụ chỉ định mặc định khi nó hiện ra. Công cụ menu là có hai cái menu. Ở đây nó không cho chúng ta nút back trở lại, thành ra chúng ta phải trở lại trang administrator. Và cái công cụ menu là khi bạn nhấp lên thì nó sẽ hiển thị ra cái danh sách menu. Công cụ default cũng như tôi đã chỉ định là khi bạn muốn cái liên kết này, nó là đương nhiên khi mở ra thì nó sẽ cái mini media này khi mở ra thì nó sẽ hiện lên cái multimedia, nội dung của cái đường liên kết multimedia. Thì chúng ta nhấp vào dấu chọn này và chúng ta nhấp vào nút default. Thì như vậy bạn đã thấy rằng là trong cái link liên kết multimedia đã có dấu sao này. Bây giờ chúng ta trở ra trang web, chúng ta refresh lại thì cái link liên kết multimedia sẽ được lựa chọn làm mặc định khi mở ra trang web. Đây, multimedia. Bây giờ nó không còn nằm ở trang chủ nữa, mà mặc định nó đã nằm ở trong cái link liên kết multimedia. Đây. Như vậy bạn đã biết cái công dụng của cái menu, cái nút công cụ default này rồi. Bây giờ tôi trả trở lại nó vào trang chủ và tôi nhấp nút default. Cái ngôi sao này nó đã nằm ở trang chủ. Có nghĩa là khi đó bạn trở ra cái tab size, bạn sẽ thấy nó mặc định nó là nó giới thiệu trang chủ, link trang chủ, liên kết trang chủ. Đây, nội dung của trang chủ và nó có chữ trang chủ nằm. Trang chủ nó là tự học thiết kế website Joomla 1.5.3. Bây giờ chúng ta đi tiếp vào cái nút công cụ Publish là công bố. Tất cả những cái này tôi đều công bố hết thì nó có dấu đánh dấu biểu tượng
màu xanh này. Bây giờ tôi muốn nó ẩn đi, không công bố thì tôi nhấp lên. Thì nó sẽ có cái nút biểu tượng màu đỏ giống như đây là không công bố. Bây giờ bạn trở ra trang web, bạn sẽ thấy cái mục giới thiệu nó sẽ không có công bố. Đó, nó báo là không có. Bây giờ tôi trả trở lại là công bố, tôi chọn nó và tôi nhấp nút Publisher. Nó đã công bố, nó đã được chọn công bố. Bây giờ tôi trở ra trang web và tôi nhấp cái nút giới thiệu. Tôi refresh lại và nó đã có cái liên kết giới thiệu. Tôi nhấp lên, nó hiện ra nội dung của cái liên kết giới thiệu này. Trong liên kết chúng ta có thể chèn nhiều bài, nhiều cái kiểu vào, phù hợp nhất là kiểu category block layout. Đây là những bài viết mà khi chúng ta chọn kiểu category block layout thì chúng ta nhét vào cái link liên kết giới thiệu này và chúng ta chèn các bài viết dưới dạng kiểu category block layout. Tôi xin nhắc lại, mỗi một link liên kết này chúng ta có thể chèn được nhiều bài viết bằng cách chọn kiểu category block layout. Tôi sẽ cắt nghĩa sao cho các bạn. Và tôi xin giới thiệu tiếp cái công cụ unpublic, có nghĩa là không công bố. Như nãy tôi đã dạo cho các bạn thấy, bạn không muốn công bố cái mục multimedia này, bạn nhấp vào unpublic hoặc là bạn nhấp vào cái nút này thì cũng tác động như nhau, nó sẽ hiện ra cái chấm màu đỏ. Và dĩ nhiên khi bạn ra trang web bạn sẽ không thấy nó. Bây giờ bạn thấy là tại vì chúng ta chưa refresh. Bây giờ chúng ta refresh. Khi các bạn refresh xong thì nó biến mất. Bây giờ chúng ta muốn phục hồi nó trở lại dạng public thì bạn chọn nó và bạn chỉ cần nhấp lên nó hoặc là nhấp vào nút public, nó sẽ phục hồi trở lại. Multimedia nó đã phục hồi trở lại. Bây giờ chúng ta chọn nút move là di chuyển. Thí dụ như bây giờ tôi muốn di chuyển cái mục này đến một cái mục khác thì tôi nhấp vào nút move. Và tôi nhấp. Bây giờ tôi không muốn di chuyển. Bây giờ tôi nhấp cái mục copy. Công cụ copy là tôi copy một cái liên kết nào đó đến một nơi nào đó thì chúng ta dùng công cụ copy. Và thí dụ như bây giờ tôi muốn dùng cái công cụ trash, tôi bỏ cái trang chủ này, tôi dùng cái công cụ trash, nó sẽ bỏ vào cái giỏ hủy bỏ. Nó nói chúng ta không thể nào mà hủy bỏ cái trang chủ được. Các bạn có thể hủy bỏ bất cứ trang nào nhưng mà trang chủ không hủy bỏ được. Bây giờ chúng ta hủy bỏ trang multimedia, chúng ta nhấp trash. Và nó nằm ở đâu? Chúng ta vào menu trash. Chúng ta đã thấy cái multimedia chúng ta đã bỏ. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhấp vào cái nút delete để hủy bỏ. Và khi bạn muốn hủy bỏ hẳn hoàn toàn thì bạn hủy bỏ hẳn hoàn toàn cái liên kết multimedia này thì bạn nhấp cái nút delete. Như vậy là bạn sẽ hủy bỏ hoàn toàn.
Bây giờ tôi phục hồi nó trở lại bằng cách chọn nó và tôi nhấp nút Restore. Và tôi nhấp tiếp nút Restore. Tôi nhấp nút OK. Nó sẽ phục hồi lại cho tôi. Community Media hồi nãy tôi tính vừa hủy bỏ. Tôi nhấp nút reset để nó hiện ra tất cả các cái liên kết nằm ở trong cái main menu. Bây giờ tôi phục hồi lại cái liên kết Multimedia là tôi nhấp vào cái filter Multimedia và tôi nhấp nút go để tôi tìm nó coi nó nằm đâu. Hiện tại nó nằm trong cái, nó đã không unpublish. Như vậy tôi chọn publish để nó phục hồi lại hoàn toàn. Bây giờ tôi nhấp nút reset thì các bạn đã thấy là Multimedia nó đã được phục hồi bằng cách nào? Rõ Multimedia. Nó đã phục hồi. Và nó nằm ở dưới này. Chúng ta ra trang web xem. Nó đã nằm đây, nhấp lên. Nó hiện ra nội dung của Multimedia. Bây giờ chúng ta trở lại cái trang main menu. Như vậy chúng ta đã khảo sát xong cái trang main menu, gồm có tất cả các liên kết của nó. Và chúng ta trở về Nustar. Mỗi trang nó chứa 20 link liên kết. Ở đây chúng ta có 2 trang. Bây giờ chúng ta tạo một cái menu mới. Chính thức đi vào bài học hôm nay là chúng ta tạo một cái menu mới. Tôi xin nhắc lại, chúng ta ở đây vào cái menu manager thì chúng ta thấy nó hiện đang quản lý hai menu, một menu tên là main menu và một menu là Dreamweaver CS6. Bây giờ chúng ta tạo một cái menu thứ ba. Bây giờ chúng ta vào menu và chúng ta chọn menu manager và chúng ta nhấp nút new để bắt đầu tạo thêm một cái menu thứ ba. Nó hiện ra cái bảng menu ở đây. Bây giờ chúng ta nhập cái gì, thí dụ như bây giờ tôi tạo menu mới, tôi gõ chữ tạo menu mới bằng tiếng Việt dính liền lại và không có dấu. Trong title tôi sẽ gõ chữ in. Tạo menu mới. Diễn tả description. Bây giờ tôi diễn tả cái gì? Hướng dẫn. Hướng dẫn tạo menu mới. Và cái module title, tựa của module là cái gì? Tựa module là tôi để là tạo menu mới, giống y như cái trên này. Đấy. Thì tôi xin nhắc lại các thông tin bạn nhập vào như sau. Thứ nhất,
trong cái hàng unique name, bạn nhập chữ tạo menu mới bằng tiếng Việt không có dấu dính chùm lại. Trong cái mục thứ hai là title thì bạn viết chữ in tạo menu mới có dấu. Trong mục description thì bạn viết tiếng Việt có dấu chữ thường. Và trong module title là tạo menu mới. Đó là cách thức chúng ta nhập thông tin vào trong bốn mục này. Sau khi chúng ta nhập thông tin xong, chúng ta nhấp nút save. Bây giờ trong cái bảng menu manager này, chúng ta đã thấy cái một tên một cái menu mới mà chúng ta vừa tạo, nó có tên là tạo menu mới. Như vậy bạn đã tạo xong một cái menu mới có tên là tạo menu mới. Bây giờ chúng ta sẽ tạo các liên kết nằm ở trong cái menu này, và khi nhấp vào từng liên kết nó sẽ hiện ra nội dung của liên kết đó. Bây giờ chúng ta sẽ tạo liên kết nằm ở trong cái menu có tên là tạo menu mới. Chúng ta chọn nó. Ở đây chúng ta có hai cách để chúng ta làm. Một là chúng ta nhấp vào cái nút Edit Menu Item, hoặc là chúng ta vào cái trang menu này. Thông thường thì chúng ta nên vào đây. Chúng ta vào cái tạo menu mới này. Và chúng ta trong cái menu, nó hiện ra cái bảng menu Item Manager có cái tên là tạo menu mới chúng ta vừa chọn. Trong cái menu mới này chúng ta nhấp nút New để chúng ta bắt đầu tạo cái link liên kết. Nó sẽ hiện ra cái bảng kiểu của các link. Ở đây có rất là nhiều kiểu, và trong mỗi kiểu này chúng ta nhấp lên nó sẽ hiện ra các cái kiểu con. Bây giờ ở đây tôi sẽ giải thích cho các bạn cái bảng kiểu này. Thí dụ như bây giờ chúng ta nhấp vào cái kiểu article thì nó sẽ hiện ra các kiểu con của nó để chúng ta lựa chọn. Trong article này nó có nhiều kiểu con. Kiểu thứ nhất là archive article list, là nó sẽ trỏ đến kho tin lưu có thể sượt theo là ngày. Bây giờ chúng ta khi để con trỏ vào thì nó hiện ra cái thông tin của cái kiểu đó, nó hướng dẫn cho chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta chọn article layout thì sẽ trỏ đến một tin nào đó. Bây giờ chúng ta trỏ đến cái article submission layout thì nó sẽ trỏ đến chức năng post bài. Bây giờ chúng ta chọn cái category block layout thì nó trỏ đến một cái category dạng block. Nếu bạn chọn kiểu con category list layout thì menu này nó sẽ trỏ đến một category dạng list. Ở đây là dạng block và đây là dạng list. Và khi bạn chọn cái front page block layout thì nó sẽ trỏ đến trang chủ. Bây giờ bạn chọn cái kiểu con Section Block Layout thì nó trỏ đến một cái section, section dạng block. Và ở đây nó sẽ trỏ đến một section dạng list. Ngoài ra nó còn cho chúng ta chọn kiểu công tắc, kiểu email route,
kiểu GNS, Imeso, kiểu Newfit, kiểu Bull. Rất là nhiều kiểu ở đây, tùy theo các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chọn một kiểu. Bây giờ chúng ta chọn Category Block Layout, chọn cái kiểu này thường chọn nhất. Nó ra cái bảng Category Block Layout. Bây giờ chúng ta sẽ nhập các thông tin vào đây. Ở đây tôi nhập là liên kết 1. Bạn nhập chữ in và có dấu. Ở đây alias bạn nhập liên kết 1 dính liền lại không dấu. Mục đích để cho mô máy sượt nó sẽ tìm kiếm được cái chữ liên kết 1 này. Và ở đây bạn thấy nó tự động nó cho cái liên kết này nằm ở trong cái menu có tên là tạo menu mới. Ở đây bạn thấy rằng là trong này bạn có danh sách 3 menu nhưng mà nó tự động nó nằm ở trong này, tại vì hồi nãy bạn đã chọn cái tạo menu mới để làm cái liên kết nằm trong đó. Ở đây tôi khuyên các bạn là chúng ta bỏ hết. Cái con số này là nó cho chúng ta hiện cái nội dung ở phía trên. Và chúng ta chỉ cần cho nội dung nó hiện trong một cột mà thôi. Và dưới đáy cũng không cần cho hiện dẫn liên kết. Sau đó chúng ta sẽ nhấp nút Share. Tôi xin nhắc lại, chúng ta tạo một liên kết thứ nhất. Cái tên liên kết thứ nhất. Ở đây chúng ta muốn liên kết đến category nào. Nó có danh sách category này. Bây giờ chúng ta muốn nó liên kết đến category thư viện ảnh đẹp chẳng hạn. Thì chúng ta nhấp nó vào cái, khi nhấp vào cái link liên kết tên là liên kết 1, nó sẽ hiện ra nội dung của cái thư viện ảnh đẹp. Những cái liên kết này nó nằm hiện đang nằm trong trang web của các bạn. Sau khi chúng ta, tôi xin nhắc lại, sau khi bạn chọn kiểu Category Block Layout thì nó sẽ hiện ra cái bảng Category Block Layout. Title bạn nhập vào cái thông tin link liên kết 1 và alias bạn cũng nhập liên kết 1. Và ở đây nó tự động nó hiện ra cái tên menu của bạn. Và trong category bạn chọn trong cái danh sách category này. Và ở đây bạn chỉ chọn một column mà thôi. Bạn nhấp nút Save. Bây giờ chúng ta sẽ, nó sẽ hiện ra cái bảng trong cái category, trong cái menu tạo menu mới này, nó có một cái liên kết tên là liên kết 1. Bây giờ chúng ta trở ra trang web và nhấp nút Refresh. Tôi xin nhắc lại với các bạn một điều rất quan trọng là sau khi bạn tạo cái liên kết 1 nằm trong cái menu có tên là tạo menu mới, thì bây giờ bạn phải cho cái menu có tên là tạo menu mới nó hiển thị. Thì bằng cách nào? Bạn vào cái menu extension, bạn nhấp vào cái module manager. Trong module manager này thì bạn thấy cái tên menu mới nó nằm trong một cái module. Thì bạn nhấp nó lên để bạn xem. Ở đây nó nằm bên trái. Cái tên này nó nằm bên trái.
Nếu bạn muốn nó nằm ở chỗ nào thì bạn chỉ định nó. Ví dụ bây giờ bạn muốn nó nằm ở đỉnh top, bạn nhấp nút sell. Và bạn phải cho nó thuộc về cái diện là biplish. Hồi nãy chúng ta đã thấy nó là unbiplish. Bây giờ chúng ta tìm nó coi nằm đâu. Tạo menu mới. Chúng ta chọn nó và chúng ta chọn nút enable. Nó đã enable xong. Bây giờ chúng ta trở ra trang web và nhấp nút refresh. À, tôi xin nhắc lại là chúng ta chọn cái vị trí của tạo menu mới. À, bây giờ chúng ta vào cái module manager này, chúng ta nhấp cái nút refresh vào cái tăng xong vào module manager và chúng ta nhấp nút refresh reset để cho nó hiện ra tất cả các cái menu nằm ở trong cái module này. Bên thì chúng ta bây giờ chúng ta tìm nó, tạo menu mới, enter, và chúng ta nhấp nút reset. Chúng ta có tạo menu mới, chúng ta nhấp đúp nó lên để nó hiện ra cái tên của nó, và ở đây chúng ta chọn là left là bên trái, và chúng ta nhấp nút sell để chúng ta chọn cái menu mới này nó nằm bên trái. Bây giờ chúng ta nhấp vào cái tab size và chúng ta nhấp cái nút refresh. Chúng ta đã thấy cái menu có tên là tạo menu mới nó nằm bên trái, và hồi nãy chúng ta đã tạo một cái liên kết tên là liên kết một nằm đây. Bây giờ chúng ta nhấp nó lên. Nó hiện ra cái liên kết mà chúng ta chọn nó. Bây giờ chúng ta vào cái liên kết 1. Chúng ta tạo cái liên kết 1. Và bên đây category chúng ta chọn cái video hướng dẫn. Category có tên là video hướng dẫn. Và ở đây chúng ta nhập là 1. Ở đây không nhập. Tôi xin nhắc lại là chúng ta tạo một cái liên kết tên là liên kết 1. Và các bạn nhập giống như thế này. Sau đó bạn vào category, bạn chọn một trong những danh sách category hiện đang nằm trong trang web của bạn, và bạn chọn một cái và sau đó nhấp nút sell. Chúng ta trở ra trang web và chúng ta nhấp nút refresh. Như vậy chúng ta đã tạo cái liên kết 1, liên kết 2, liên kết 1. Ở đây các bạn có cái sự nhầm lẫn là tạo cái liên kết giống nhau. Bây giờ chúng ta sửa lại cái liên kết 1 là chúng ta cho nó liên kết đến video hướng dẫn, và trong cái liên kết 2 này chúng ta cũng tạo nó liên kết đến video hướng dẫn.
Bây giờ chúng ta sửa lại cái liên kết 2. Tôi xin nhắc lại, khi các bạn tạo một cái liên kết nào đó thì các bạn vào cái menu của nó, tạo menu mới và bạn nhấp cái nút new. Khi bạn nhấp nút new bây giờ chúng ta chọn cái article category block layout. Sau khi bạn các bạn ra trang này thì bạn tạo cái liên kết 2. Bây giờ chúng ta đến cái thư viện ảnh đẹp chẳng hạn, và chúng ta nhấp nút share và nhấp tab này và nhấp nút refresh. Bạn đã thấy chữ liên kết 2 nó nằm trong đây, và các bạn có những cái hình ở đây. Nhấp vào cái liên kết 2 thì bạn thấy nó hiện ra, nhưng ở đây bạn thấy rằng những hình này nó chạy ra ngoài khuôn khổ của trang web. Bây giờ chúng ta chỉnh lại bằng cách và nhấp vào cái liên kết 2, và bạn chỉ cho nó hiện ra một cột mà thôi. Tất cả những thứ khác các bạn đều delete nó hết. Sau đó bạn nhấp nút save. Bây giờ chúng ta trở ra trang web và chúng ta nhấp nút refresh. Bây giờ bạn nhấp vào liên kết 1 thì nó hiện ra liên kết đến cái video hướng dẫn, và nhấp vào liên kết 2 thì nó sẽ hiện ra cái trang thư viện ảnh đẹp, và tất cả những ảnh này nó nằm, những hình ảnh, những bài vở thì nó nằm ở trong một cột, nó không trào ra ngoài. Bây giờ chúng ta tiếp tục tạo cái liên kết 3 cho cái menu mới này bằng cách là nhấp nút, chúng ta vào cái tạo menu mới, chúng ta vào cái tên menu có tên là tạo menu mới, và trong này chúng ta đã tạo hai cái liên kết 1 và liên kết 2. Trong cái liên kết 1 này chúng ta chọn category block layout và chúng ta chọn một cái category này. Bây giờ chúng ta tiếp tục tạo cái liên kết 3, nhấp nút new, và chúng ta chọn một cái kiểu. Một cái kiểu liên kết. Ở đây có nhiều kiểu. Bây giờ chúng ta chọn cái kiểu External Link. Chúng ta chọn kiểu này. Bây giờ chúng ta nhập liên kết 3. Khi các bạn nhấp vào cái link liên kết 3, nó sẽ hiện ra tên một cái trang web mà khác. Thí dụ như bây giờ tôi chọn cái tên trang web là Filmban.net. Tôi copy cái link này và tôi nhấp vào đây. Ở đây tôi chọn cái kiểu là External Link, có nghĩa là liên kết đến cái link bên ngoài. Và tôi nhập cái đường link vào đây của một cái trang web mà tôi muốn nó hiển thị vào đây. Sau đó tôi nhấp nút Save. Và tôi nhấp Tab Size, tôi nhấp nút Refresh. Như vậy cái Joomla nó cho chúng ta vừa tạo cái một cái link liên kết và vừa làm cái động tác
liên kết đến một cái nội dung nào đó. Trong cái liên kết 3, tôi đã tạo cái liên kết đến một trang web khác và tôi nhấp nó lên. Nó hiện lên một cái trang web khác mà tôi vừa liên kết vào. Đây là một cái trang web mà nó có nhiều phim rất là hay cho các bạn xem trực tuyến và cũng cho các bạn download về. Nếu các bạn có cài EDM vào thì nó sẽ download nhanh. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo được 3 cái liên kết. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục nữa. Bây giờ chúng ta tạo một cái liên kết thứ tư bằng cách là chúng ta nhấp nút new và chúng ta chọn một cái kiểu liên kết. Ở đây chúng ta chọn một cái kiểu wrapper chẳng hạn. Wrapper là gì? Là cái kiểu liên kết nó sẽ hiện ra một cái hình ảnh nào đó nằm trên trang web. Bây giờ chúng ta nhập vào chữ liên kết 4. Và chúng ta chọn một cái đường link URL để hiện lên một cái nội dung. Thí dụ như bây giờ tôi có một cái link đây là cái link. Khi mà nhấp lên nó hiện ra cái hình này, tôi copy cái link này và tôi dán vào đây. Tôi xin nhắc lại, khi các bạn chọn cái kiểu liên kết wrapper này thì các bạn nhập, bạn tạo cái tên liên kết và trong cái tên menu là tạo menu mới. Trong tạo menu mới này nó đã có, bạn đã tạo 3 cái liên kết 1, liên kết 2, liên kết 3. Bây giờ trong cái kiểu wrapper này bạn chỉ cần nhập một cái đường link URL này và bạn nhấp nút save. Trong cái menu tạo menu mới, có tên là tạo menu mới, bạn đã tạo được 4 cái liên kết. Tên là liên kết 1, 2, 3, 4. Bây giờ nhấp tab size. Sau khi nhấp tab size xong bạn nhấp nút refresh. Các bạn đã thấy là trong cái menu có tên là tạo menu mới, bạn đã tạo 4 cái link liên kết có tên là liên kết 1, 2, 3, 4. Nó đang trong lúc bạn nhấp cái nút tab size thì nó đang thực thi, nó chưa xong. Bạn thấy nó đang chạy. Nó đã refresh xong. Và tôi xin giới thiệu tiếp cái công cụ Unpublic. Một cái liên kết tên là liên kết 1 nằm đây. Bây giờ chúng ta nhấp nó lên, nó hiện ra cái liên kết mà chúng ta chọn nó.
chúng ta chọn nó. Bây giờ chúng ta vào cái liên kết 1. Như vậy là khi như vậy là chúng ta đã tạo được 4 liên kết. Trong cái liên kết 1, chúng ta liên kết đến một cái trang video mà nó có sẵn ở trong cái trang web này, thì nó liên kết đến cái trang video đây. Và trong cái liên kết 2 này, nó liên kết, chúng ta cho nó liên kết đến cái trang thư viện ảnh đẹp cũng có sẵn ở trong cái trang web này. Trang liên kết thứ 3 là chúng ta cho liên kết đến một cái trang web ở phía ngoài trang web của chúng ta. Đây là trang web chúng ta liên kết. Và trong cái liên kết thứ 4 là nó liên kết đến một cái hình của trên trang web. Đây là hình của Út Bỉnh lấy một cái hình ở trên mạng và dùng Photoshop cắt ráp nối vào. Như vậy chúng ta đã tạo một cái menu mới và 4 liên kết. Trong bài học này, tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo nhiều menu bằng cách hướng dẫn đó. Và trong mỗi menu, bạn có thể tạo nhiều liên kết. Và trong các liên kết này, các bạn có thể chọn kiểu liên kết. Nó có rất là nhiều kiểu trong cái menu item khi các bạn trang web Joomla thì nó cho phép cho chúng ta là thí dụ như đây, bây giờ chúng ta đã có tạo một cái menu mới tên là tạo menu mới và chúng ta đã tạo 4 liên kết. Trong lúc mà chúng ta tạo liên kết đó, thêm một liên kết thứ 5 chẳng hạn, thì nó xuất hiện ra cái bảng menu item, các mục của menu, và đây là các kiểu của liên kết. Tùy theo từng kiểu, các bạn có thể nhấp vào tìm hiểu cái công dụng của từng kiểu liên kết này và chúng ta áp dụng vào trang web thì nó rất là hay, nó có nhiều kiểu rất là hay. Và tôi xin lưu ý với các bạn là nên chọn cách thể hiện là một cột để cho cái hình ảnh bài vở nó không có trào ra ngoài, nó chỉ nằm trong một cột mà thôi. Trong bài tới, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái liên kết con. Thí dụ như trong liên kết 1 này là liên kết cha, chúng ta có thể tạo tiếp tục dài 3 cái liên kết nữa nằm ở trong đó. Hy vọng rằng là cái bài này sẽ giúp cho các bạn tạo một menu mới hoặc là tạo nhiều menu mới. Và trong mỗi menu tạo nhiều liên kết. Mỗi liên kết các bạn có thể chọn nhiều kiểu liên kết.
Chúc các bạn thành công. Jalimagi.